chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 4 năm 2020. Các nhà khoa học từ Nhật Bản đã thành công trong việc chiết xuất các tinh chất quý từ sâm maca tạo nên sản phẩm Jaqua, thực phẩm tăng cường sức khỏe dành cho nam giới. Mới đây, các nhà khoa học từ Nhật Bản đã thành công trong việc chiết xuất các tinh chất quý từ sâm maca Peru kết hợp với các nguồn nguyên liệu quý như nhung hưu, nấm tỏa dương, mật ong, tạo nên sản phẩm Jaqua hỗ trợ tăng cường sức khỏe nam giới. Jaqua cho công ty cổ phần dược phẩm Losifa sản xuất và phân phối theo công nghệ Nhật Bản. Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy hiện đại đạt chuẩn GMP, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của cơ quan chức năng hai nước. Tất cả những nguyên liệu sản xuất ra Jaqua hoàn toàn là tự nhiên, và tôi nghĩ rằng đó là tất cả những thứ để mà một cái công nghệ từ Nhật Bản tạo ra một sản phẩm đạt cái chuẩn là GMP. Chúng tôi được chuyển giao công nghệ hoàn toàn từ Nhật Bản, cho nên là chúng tôi thấy tuyệt đối tin tưởng vào cái sản phẩm này. Đây có thể nói là một bước đột phá trong cái công nghệ thực phẩm chức năng sinh lý của Việt Nam. Thế và cái sản phẩm này đã được trải nghiệm trên những người mà Đông Á, Việt Nam và Nhật Bản, thì cho thấy rằng là cái kết quả rất tốt, về cái không có một cái sự phản hồi nào là về cái tác dụng phụ của cái sản phẩm này.